Nhật. Na với mì, mình na với ngẩn không ăn gì hết nha. Quay lại khúc này giùm em anh chị. Đó, đó quay lại khúc này. Đâu dần hết vé không cưng ha. Nãy ai đưa 5.000 chưa nói quên. À nãy ai đưa em 500.000 á. 500.000 nữa. Coi đưa 500.000 á. À dạ đúng rồi, chị Trinh. Em nhiêu vậy, nhiêu ạ? 500 đúng không ạ? Không phải 1 triệu đúng không ạ? 500 đúng không ạ? Nói giọng gái liền luôn á. Dạ ok ạ, em ơi. Chị ơi, thấy á chị. Chị cố tình á. Cố tình á. Quay con dao. Cố tình mà bữa nay đâu có đây chim được chị. Quay con dao. Đây. Nói đi em, nói câu gì sang sang coi. Chị ơi, nó sang rồi đó. Sang rồi. Ủa, nó sang rồi. Hey. Trong lần đặc biệt nha chị nha. So kỳ đà. Mua đi tuần mua đi Dạ, thảy lên cho em, thảy mạnh lên. Ai đâu? Đó. 10 đàn ba bị mất một chiếc giống á. Là 10 đàn ba bị mất một chiếc giống là chiếc gì? Vòng á. Vòng. Đi khác mẹ chiếc vòng đi. Mẹ quá xa. 10 đàn ba bị chắc một bàn tay. Đó là người đàn ba bị cục một cánh tay. Vì đeo vàng giả bị chặt một cánh tay. Mày chị đây. Dù gì đã hầu em đang họp hơn á, đẹp hơn anh Phan. Mấy chị ra xuống gì ra, ủa chị sang sang không? Khoan khoan tắt đi tắt đi. Đó thấy không, không live stream là mặc đồ vậy đó. Tao sang bước ra coi. Đó, tên á. Phơi cái phổi ra ngoài. Trong live stream thì tao mặc vậy thôi chứ mặc hai cái tao phòng chống được rồi chứ tao làm gì vậy? Làm gì nó không mặc vậy? Đó, nói tới cái là kéo lên kéo xuống. Đâu có này. Ừ. Đó, hồi nãy làm vậy nè, đó. Tức ghê á. Ờ. Sao mà ăn bận chị nè đó vậy. Không có nhận cái kế ta gì đó. Giờ chị làm cố tình rồi hết được rồi. Thì cũng trưởng với cái phổi chị. Ăn trưởng với em chị thích á. Sao kỳ mà ăn bận kỳ nha. Chị có nước trời áo quá chị Cường. Chị mặc hơi lạnh quá Cường. Cường. Anh Cường. 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 Băng băng gì và băng băng nữa không, cái này là băng khác, trong đầu mình có hai băng. Băng gì? Hồi 80 ngàn. Băng gì? Băng gì? Băng chị em mình nữa băng gì? Băng hà là băng băng cái băng gì không, bây giờ mình đổi tên đi em. Băng băng ca không không. Băng gì bây giờ theo cái trào lưu là cái gì mà nổi nhất nè?
cái tên gì mà hiện nay giờ có cái là trong tay Nam Bắc có đủ hết rồi đó. Băng Hiếu. Không. Chứ gì? Đừng có Băng Hiếu. Băng Đòn. Băng Đảng. Ừ, Băng Đảng đi em. Làm có hát gì? Cái nghiện giả là mà ba đó chị là sao? Nó chết chưa đi? Hát con quỷ. Nó bán hoài luôn rồi chị. Mày gì vậy? Ôi hát đi cho nó đợi chờ kìa. Số mấy nè? Số gì ra, số gì ra. Sao vậy chị? Số gì ra, số mấy nè chị? Số gì ra, con số gì ra, số gì ra. Số gì ra, mấy gì ra. Con số chín, con số chín mấy. Số gì ra, số gì ra, con số gì ra, số gì ra. Số gì đây, số gì đây. 54. 54 con số 9. 54 con số 9 lẻ 50. 54 con số 9. 54 con số 9. 54 54 con số 9 gạch gạch vô dòng loại đặc biệt. 54 con số 9 mấy gì đã hai gì đây. Hai gì đã hai gì đã hai gì đã hai gì đã. Bắt tim thang cả làng bi gờ. Một qua kèo là ngày mà qua cổ. 21 mấy gì đây, số gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây. Ngày lên sẽ cưới ta từ đi vui tiếng thương. Mình hết duyên rồi, mưa gió đấy đưa. Số phận đâu là ông trời đã trao. Cao xanh không phải trả chi cho duyên tình phân ly. Ai gây sầu thương bi. Thanh thanh ơi, tình chúng ta nay đành cam. Còn số 8, còn số 8, còn số 8. Còn số 8, còn số 8, còn số 8. Bốn gì ra, bốn gì đây, bốn gì ra. Anh ơi, người tình tôi ơi. Anh ơi, xem người ta họ cứ nhau rồi. Yeah.
sốt gì đây, sốt gì đa, ba gì đây, cả ba gì đây, ba gì đây, cả ba gì đây, ba gì đa. Em đã xuống dưới bao chàng và chúng xây ạ, tôi cuối cùng em là những ngôi sao. Bàn tình em chấm nát quân bạo tàn, suốt mấy ngàn đời em mới là phụ nữ cái Việt Nam. Còn 38, 38, cái là 38, 38, 38, 38, 38, 38, của mấy gì ra, mấy gì ra, số gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Nước giải đừng cân tấn, con số 1 thì con số 1, con số 1 là ra dễ cờ. Và bây giờ số 1 đã có chủ nhân may mắn nha, cho một lời đặc biệt xin mời tất cả quý vị fan boy sẽ tờ bé. Rồi, bà chạy đây coi. Rồi, bà chạy 18 tuổi. Trường bé chạy của trường bé kìa. Rất là mừng nha anh chị nha. Tuy là tạo phẩm nó không có giá trị rất là nhiều đâu, nhưng mà mình may mắn đọc giải giống như là mình có một cái cảm giác gì đó rất là sung sướng trong người. Rồi bây giờ Quyền xin mời hai vị khán giả chúng ta cùng bước. Rồi mời bạn, một bạn áo đen, một bạn nữa. Rồi mời chị bên đây giùm em nha. Rồi, sau khi mà dò xong thì chúng ta sẽ được nhận thêm hai vé cho vòng loại sau, chúng ta cùng nhau dò số miễn phí nha. Trở lại vòng loại là 10 ngày đọc ngày mai là đêm cải lương Hồng Quảng Năm, với sự có mặt đặc biệt của nghệ sĩ ưu tú Thanh Hàn và nghệ sĩ Tùng Sơn. Khán giả mình ra đón xem. Lên em, lên em. Bước lên, lẹ lên. Mình giới thiệu họ và tên. Rồi, ghi họ và tên số điện thoại nha, chị nha. Xong mà là bé lô tô. Giới thiệu tên đi nè, bé. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Bông. Nguyễn Thị Bông. Bông. Nguyễn Thị Bông đó. Đi gặp thành phố Chí Minh hết em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ được bắt đầu giờ số nha. Kiểm tra giùm chị cái bé này trước nè. Chị đưa ký hiệu 093. Dạ có. Số 1. Có 1. 38. Dạ có 2. 45. Dạ có 3. 50. Dạ có 4. Đủ. Dạ cho mọi người ơi, 10 nghìn ơi. Dạ 30. 292. Dạ có. đưa hai vị chủ nhân hai vé rồi bắt đưa cho hai người tặng hai tay đặt quan. Đúng rồi đó, đúng chính xác. Quanh tay lại cảm ơn em, cảm ơn hai chị đã trúng. Nói nói em cảm ơn hai chị đã trúng gì chị đã trúng. Bây giờ nhiệm vụ thứ hai, dạ bây giờ mình đứng đây mình đợi ha, con bông này nó sẽ quay ra quay hai trái banh ra để cho hai ai 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 bóc trước, ai bóc trước chị. Chị gái bóc trước không? Anh dường cho mẹ chị. Rồi chị gái bóc trước. Bóc bông, được rồi đó, mọi người quay đi. Rồi. Rồi được rồi đó. Chị gái được rồi. Bỏ cái tay vô hứng chị bắt. Rồi, giống như đây chị. Quay thêm một trái nữa. Bông ơi, mày múc được cái lên nữa nghe bông. Mày múc không? Lên không? Mày múc không? Lên đến con. Lẹ lên mua lần. Chân cái tay lên. Em bông ơi. Rồi đứng đi bông.
đứng đứng đấy. Bên ba ơi. 35. Wow, con gì đó chị, 35 35. Anh số mấy? Con cọp 46. Trời đất ơi. Đây, bây giờ là 46 để chị kiểm chứng giùm em nha. Chị lấy một con gấu lớn của thẩm mỹ viện Đại Hàng nè. Đây, bên cạnh đó mình sẽ được nhận một phần quà của phi tiếp nha. Đây, ơi, bỏ xuống. Bỏ xuống. Tông bước qua. Trao quà cho người ta. Còn tưởng lấy hai vé là dễ hả? Một gấu hả? Một phần quà phi tiếp cho chị. Một con gấu bao. Nhanh. Gấu này nè, gấu này nè. Gấu, trời ơi, nó còn hỏi cứu chị nữa. Cái bịch đâu rồi vô. Trời ơi. Trời ơi, tao. Nhanh. Cái bịch ra chợ mua. Trời ơi, đừng có nói gì hết. Mày lấy cái này đỡ đi con. Trời ơi, trời ơi. Cái đó không được, cái đó không được, ok. Mày cầm hai tờ mày vui. Rồi đứng ra đi, đứng ra đi, tiếng kiếm có chuyện vui lắm. Rồi anh giới thiệu mình tên gì, mình ở đâu nè. Mình là người đăng quang, mình kiểm định lại giùm em nha. Tên gì ở đâu nè. Bông đứng lại, bông đi rồi kìa. Kêu đứng lại. Kêu đi. Mày nè, cầm hai cái banh này để đó bông. Biết gì đó. Biết nhiệm vụ của mình chưa? Lộ đâu kể bà. Hỏi vô đàng hoàng. Trời bây giờ anh hả? Bà lộ kìa. Bà kìa hả? Đây. Anh nói tên tuổi nè. Rồi mình đến từ đâu đó. Mình tên là Hoàng Lâm, đến từ thành phố. Hoàng Lâm đến từ thành phố. Trời. Đến đây bao nhiêu lần gặp? Không bóng, nó đi. Rồi cảm ơn Lâm nha. Rồi bây giờ các nhà mình nhớ ủng hộ vé một đời mới nha. À giá tiền vẫn là mừng. À không có dấu anh. Dạ. Rồi xong. Trời đất ơi. Rồi cảm ơn anh nha. Kiểm ba đây qua đây không, không có sao, đừng đừng bật ở đây có chuyện nào không sao, mày quan mang mày chạy không lão nhỏ sợ thiệt. Trời ơi, có cầm điện thoại đây không? Có cầm điện thoại đây không? Lấy cái điện thoại ra chị cho cái số điện thoại đây nè chị, bấm ga lẹ lên số điện thoại lộn không nhớ được chưa? 0969. Nó lấy hai vé nhờ nó chứ thiệt nó chạy. 222. Ôi 777. Nhớ kết bạn Zalo với thẩm mỹ viện Đại Hàng nha, cắt mắt nha. Còn cái cuối là coi những em xui nha. Cái cuối, cái kiểu cuối em xui. Thường quá. Thôi cảm ơn em nha. Rồi, lần sau lên nữa cho em. Lần sau lên nữa nha bông nha. Nha bông nha. Rồi kính thưa các bạn quý vị, đó là những giây phút mà giỡn cho khán giả mình có một cái giây phút gì thôi. Em ơi có đỡ có cái gì mà quá đáng thứ tiếng không bỏ qua dùm cho người quỳ với Vân nha. Giỡn sao ra không sao. À Vân giỡn. Có sao không? Hả? Sao không? Vân. Giỡn thôi. Giỡn mà chị. À giỡn mà. Hôm đêm nay tiếng cười cho tất cả anh chị mình sau những giây phút mà khán giả mình chầu ở gì trầm lắng lại. Và bây giờ chúng ta trở lại là vòng loại 10.000 đồng. Ngày mai một tiết một chương trình rất là đặc biệt. Hình như là ngày mai á là sự có mặt đặc biệt của một tượng đài cải lương, một nghệ sĩ ưu tú mà khán giả mình đã rất yêu mến, đã từng trình diễn với đoàn của tôi Sài Gòn Tân Thời, khuấy động sân khấu. Ngày mai chúng ta sẽ được gặp lại cho cùng với nghệ sĩ ưu tú và đặc biệt hơn nữa một giọng hát đặc biệt của nghệ sĩ đã tham gia chương trình Đường Đến Danh Ca Giọng Cổ, một giọng hát đặc biệt giống cô Năm Mỹ Châu. Mà nếu như anh chị mình muốn nghe lại cô Năm Mỹ Châu hát á, thì chúng ta đến đây gặp gỡ cho cùng với tiếng hát nghệ sĩ trẻ Tùng Sơn. Đúng, ngày mai chắc chắn hứa hẹn đem đến tất cả quý vị với những trích đoạn cải lương làm hài lòng tất cả quý vị với chương trình ca nhạc vào đêm ngày mai nha. Sơn Tùng Sơn Tùng đúng không? Ta Sơn Tùng mà bà lá Tùng Sơn. Tại đây nói hồi bà đấy nó lệ rơi lắm đó. Tức ghê vậy. Chị kỳ lắm á, cái tên của ta mà chị cũng nói sai như thiệt. Không, Tùng Sơn, Sơn Tùng là cũng dính dính nhau. Còn lại hai mày á bà. Không có. Sơn Tùng ta hát hay lắm. Rồi. Bây giờ kính thưa quý vị khán giả, nếu ai đã có tờ lá vé trong tay rồi thì mình tập trung về phía ánh sáng để chuẩn bị dò số. 3 2 1. Sống sống kiên quyết mang niềm vui đến cho mọi người. Sống sống kiên quyết mang niềm vui trong cuộc sống. Mày mặc mặc
nhiều ngày sổ số vui, may mắn tươi tài thì vui cả thêm vui. Và bây giờ kết quả sổ số kiến thiết của dòng lần đặc biệt 10.000 đồng cho con số đầu tiên là con số 44, tức là 44. Mọi giấy chúng là một con gấu siêu to khổng lồ gạt vô. 44 mê gì ra số gì ra cùng cờ gì ra cờ gì ra số gì ra số gì ra. Ai đi châu đốc? Ai đi châu đốc vào? Ai đi châu đốc vào? Nhớ ghế núi Sam. 38 số gì đây con năm gì đây năm gì đây. Rồi đi ai đến thăm miền quê tôi Vĩnh Long. Dùng đất chiếc con đồng thuyền ghé đất không có ai đang chờ dừng mời ghé thăm. Năm mười lăm tóc tươi gầy trong gió bay về ngay ngắt lòng anh. Nắng xuân hồng hơi thấm em cười trong tiếng thật xinh. Ước chỉ là cơn gió hay là từ nắng dạo quanh phố vui. À ha. Năm mười ba tôi đã còn mấy ba gì đây. Ba gì đã con ba gì đã gặp lại nhau. 36 kêu lại hả? Chào quý vị ơi, 36 38 44 55 53 hết. Máy vậy? Số máy mấy tiền? 36 mày gì ra mày gì ra số gì ra mày gì ra mày gì ra. Cái nhà em nhỏ cái cột mà em siêu, nước mở thì nhiều về sửa sang cho tốt. 21 con số gì đi số gì ra. Nằm chìm bao thấy con gà trong gáy, ngước lên cao em từng là con ngó. Chưa thò tay vô em bóng nghe giật mình. Con số chín là tập nhé cờ hơi.